Tôi ở đâu có quan trọng với con đâu. Để đêm mai mốt mà ăn con có về á, có tiền á. Anh chỉ muốn cắt nhà cho mà con gái em. Nó nhờ gì? Trời Có giờ có cái giọng. Đang nằm. Hồi xưa con cũng có giọng, hôm nay bị mất hoài, quên. Để em quên. Con Phú. Anh chở em xuống á, thì chở chơi thì về, anh chở Bi xuống là phải chở nó về, anh về đi 3 lần lận. Anh chở em xuống chơi có 2 lần thôi, là chở xuống á, mình chơi xong là mình đi về luôn, đóng phạt ở đi về vui luôn. Hơn, chứ cô buồn lắm, chở cô lên đây. Nay nhìn mặt tinh tỉnh quá vậy, nay tinh tỉnh xinh gái nè. Con cũng vậy thôi, có đâu tỉnh. Nay tỉnh táo quá trời, lắm, tỉnh tường nè. Tinh mua sữa cho mèo quá hả? Con mua sữa cho con, mua hộp mì cho ăn gì vậy, ra em ăn gì? Cái này đi sáng mai con mua bánh mì con chấm. Chấm hả? Mua à, nếu sáng mai nếu anh dậy sớm lại sáng với anh nha. Rồi. Làm nhà cho con mèo hả? Cho nó ăn thức ăn luôn. Mèo luôn mà. Rồi nay có cái lồng chùm âm chùm nó kín quá vậy. Cho biển nó ngập thở sao chấm. Đi qua uống nước nè đi. À, nặng không? Ba lô nặng không? Đi hành giống đi hành quân quá vậy đi. Tối qua Trinh ngủ đâu vậy? Đừng nói ngủ đó luôn hả Trinh hả? Nói ngủ đó luôn. Trời ơi. Nay có mèo rồi, em làm biến đem đi đi chỗ khác hả? Anh Tấn giúp nhờ được nhà các nhà Trinh anh Tấn. Trinh đi. Dân mà khổ nhiều quá tự động lấy rồi nó chỉnh đốn đội quân lại nó chỉnh đốn dân làng lại nó cắt con không mỗi giờ xàm mới sống ba mua cái kiếp mà đột nghèo quá thằng gì tự nó bé nó sống mà giả bộ quá nhà từ đây bước ra mở nó không tiền ai tin rồi, nhà rồi, bự cỡ thấy này nó này. Bước ra nó mình phải không có tiền nước cũng trên kìa làm gì làm tự sống ấy ai cho con cảm ơn con không ăn ơn của không cho tôi cũng tự mặn con ăn ừ, tùy với ấy lên xin số mà mất mệt rồi bán ý người ta là bán có tiền thì mua có tiền thì thôi mà trên trên hoa đi làm mới có tiền mua trên con giờ không có tiền nhưng mà con nghe chúng nói con nói vô chừng bóp lạnh thôi còn chú mặn không được cho con thì thôi dẹp cái chuyện đó đi đừng có moi ra nữa tôi ở đâu có quan trọng với con đâu để đêm mai mốt mà ăn con có về có tiền á anh chỉ muốn cắt nhà cho mà con gái em nó mà giờ nhiêu 7 ô là 1 mét của ổng đó ổng đưa 1 mét chỉ có 3 triệu bạc à rồi cắt đúng không không có người cắt giùm luôn cho mà như ổng tính là 1 triệu hay mấy trăm thì như ổng tính thẳng 4 triệu á để nó đi bạn con sau này nó mằng 1 triệu bạc có mà để ổng có gọi cần có gì con mấy bộ đồ á thường bận nhau thì con cũng bận không ăn cái dục nhà gì chơi vậy có giờ có cái giọng đang nằm hồi xưa con cũng có giọng hôm nay bị mất hoài quên để quên cuốn cho đã rồi cho mới quay quay cho đi quên sao sách theo sao kỳ vậy bạn trai có quên không thì mấy người kia họ lụm được cái họ đi ông kêu rồi xin họ nhưng cái họ đưa lại cái gì kêu thấy họ ngủ quá để họ nằm luôn rồi cái giọng có mấy mười rồi có thấy không tại nó bắt dây đó con nhiên nó còn dây nữa mà nó không ngủ nhiên cái họ khổ không để còn mà họ nằm chứ không phải Trinh có không dám đòi lại hả làm gì không dám họ khổ hơn con lâu lâu con kiếm được ít tiền con đi chơi với người ta có tiền con mặn nữa rồi đó mấy người này chơi quá nó tàn rồi tung thấy mà một băng nó kìa là anh tính dắt Trinh đi xin bác cất nhà kìa này anh chú mình trả đi nè không không anh để các nhà cho nhanh thôi
chứ mình đợi lâu lắm. Vô đó mình viết giấy mình chứng mà xong mà nó cắt em liền luôn. Cán bộ rồi, cán bộ coi tàn cuộc chơi luôn, chức rồi nó bung ra cho đủ, không là vậy nè, cái này nè, bộ coi làm sao rồi cái Phụng Dung, Phụng Dung kệ, Phụng Dung chết cả bầy, bầy nhạt nhạt. Sáng trên ăn gì chưa? Sáng hôm chung ăn mới giờ. Nay á. Trưa sáng ăn mì, anh mua cho anh mì ăn nè. Ăn mì không? Không ăn mì. Giờ ăn gì? Trên định ăn gì vậy? Chưa đói hả? Có ai cho tiền trên đó không? Không hả? Có nhà lưu gia lúc của chú hả? Lúc của chú hả? Cha nhà con, ai cũng khổ. Thôi nhưng mà con xem mèo cháu quá trời vậy. Cô đi bán ai cho con? Ra đem ra cho mèo chó đi cho hả? Mình thương nó, mình nuôi nó. Nuôi sao nhiều gái, ăn sao? Trời ơi, cô nuôi vậy là quá trời vậy. Mà bán luôn. Có đâu có bán đâu nuôi. Mình không có điều kiện nhiều quá. Nước nuôi á. Có nước lòng mình tắm cho nước. Quê tôi trời đó. Trời đó. Có nhà nuôi lúc nó không tư. Nó nói chuyện trong chơi hả? Chết ơi. Mẹ đó, già đi lụm á. Để kiếm tiền mua đồ cho nó ăn. Mà chó mèo đâu cô bắt nhiều vậy vậy? Cho bỏ. Bỏ làm gì giống lứa con nhỏ nhỏ không? Chứ vậy cô sinh ta hả? Con thử cô đem đi bán chứ. Mà mình cô không đủ ăn thì cô nuôi chó mèo. Hả? Chỉ là trai. Không có chồng con, không có chồng con, ai cho mình nuôi vậy? Ai chấp nhận cho mình nuôi đâu? Mà cô ngủ chỗ nào? Ngủ ở cầu Im Lam nè. Dưới cầu không? Ở chỗ lúc đầu xuống ở đây mình đi đi lên á, cũng là nằm ở bên kia, còn ở bên cũng phải về bên đầu tới mặt. Mà con nghe cái chầu cô ngủ là. À đúng rồi. Chỗ nào con sao đâu thấy cô đâu. Đó. Giờ này là tôi đi làm rồi. Cô nghe mé bên ngay chỗ cái giải trí gì đúng không? Vì tôi ai hiểu không? Tôi gì không hiểu. Chỗ nào mà ở đây là bên đây kia kìa. Chỗ kia tự làm đó. Rồi bên này là khách sạn, rồi bên này là cái giải đất á, rồi bán cà phê đó. Thì chú dốc đầu á là cô vô bãi rác, cô ngủ trong bãi rác phải không? Hả? Cô ngủ trong bãi rác hay đâu? Nó đó, ngay cái chỗ đống rác đó. Sao tới con đâu thấy cô đó, con ghé đó mấy lần rồi mà. Có không? Ghé đâu, nào tôi ở đó vô đầu. Còn không tôi là cái xe tôi đậu ở ngoài, chích cân quá, cà phê. Cô làm không? Có nội không? Hả? Cô mấy lần tôi nội cho cô. 0777. Rồi 025. Cô chó mèo cô bay xuống tại bịt mũi của trời kìa. Rồi đây đi. Rồi đây đi đi. Nuôi bà con mắt nó bị đuôi luôn á. Còn ta bỏ cái mình. Trời ơi cô để vậy đó. Cái mùi nồng nặc cho cô đi cô cho tao uống nước kìa. Sao mình đẩy giờ dạ. Cô ơi dắt ra bờ sông tắm nó đi chứ con thấy nó mùi nó nặng quá vậy. Đó, nói cho chú nghe nè, thả ra là đi tầm 7 tầm 3 mà bắt không được. Cô tắm từ con bây giờ đem ra xong tắm đi nghe mùi nồng nặc tụi con muốn quay lại giúp đỡ cô mà gần cô đẩy vậy sao cô chịu mùi hay nổi vậy hay vậy trời bà con cô bác ta đi ngang ta tự con quay mà ta đuổi đi luôn á muốn quay giúp đỡ cô mà đi ngang tiếp cận quay xa vậy sao quay giúp đỡ được. Vậy rồi, rồi,
Ra bờ sông này tắm nè, sông nước đang lớn nè. Ôi không có được. Tôi xuống rồi tôi té, tôi chậm xuống hai da lo cho tôi. Nhà nước co. Không mình đó luôn rồi. Mà bây giờ cô ở ngoài lề đường mà không có nước nổi thì sao cô nuôi nhiều vậy? Sao cô đẩy vào nắng vậy? Đẩy trong mát đi. Để, đợi, đợi, đợi. Chú nói vậy cô nói đường đâu trả lợi, giờ mình đi á. Người ta bỏ nó đi lăng thang vậy nè, mình thấy giờ mình lụm lên mình nuôi, mình nuôi nó. Bây giờ cô về đẩy trong mát đi cô, để vào nắng rồi sao tội nghiệp tôi nói. Rồi đó. Cô mua tất cả bao nhiêu con mèo, bao nhiêu con chó? 4 con mèo, 3 con chó. Rồi tiền ăn đâu mà tụi nó ăn dữ vậy? Có Quyền Linh tài trợ. Quyền Linh hả? Em kêu Quyền Linh tài trợ gạo. Cho con tháng 15 kg hả? 15 kg gạo. Rồi cô lãnh gạo đâu? Hả? Cô lãnh gạo ở đâu? Gạo là mình cho vô cái chợ xưởng của cô 13 ba gì ba gì xuống xuống 5 cuốn chứ ở đường số 9. Trung Sơn rồi luôn mà. Không biết cô mà phải cho vậy cô. Tự nhiên như chú sở hữu chú đi chú gặp tôi có duyên là gặp tôi gặp chú là chú giúp đỡ vậy thôi. Mà ở chỗ đó có từ hôm Tết tới giờ cho được có 15 kg gạo à, trước Tết nửa tháng. Mà tôi nói tôi muốn gặp Quyền Linh, hỏi là giờ tôi cho nuôi tôi tới ngày chết mà sao một ngày chỉ có nửa ký gạo mà đi đó đi luôn mấy chặt mất đó. Thế nó cũng buồn buồn chú. Đúng không? Sao bây giờ đợt chó với mèo tôi một ngày chỉ có nửa ký lưu gạo à, mà nói nuôi tôi tới ngày chết. Đủ tôi ăn đi đâu đi chó mèo ăn. Thì cô nuôi nhiều quá mà sao lấy gì đủ ăn rồi. Tôi nói mà đi giờ tôi nói cho chú nghe nè, mình không có khẳng định mình nuôi được bao nhiêu con mà cô nói là mấy cái chục con chó mèo này nó ăn ngày khoảng 4-5 kg gạo á. Không, chó mèo nó ăn nếu mà nấu ra đó thì cũng phải 2 kg cơm mấy gạo. Mấy gạo à. Được ra hay được. Rồi cô đẩy ra lông bông vào đường chỗ đâu cô nấu cơm? Như em thấy anh ông chú đằng kia ông có con gì trên xe á, dịch hả? Sao kỳ á chứ? Nuôi dịch trên bờ hả? Ổng nuôi trên xe vậy đó. Ổng mơ ổng với tôi đi gian cho tôi nằm ngoài đường với tôi vậy nè. Một người một cái sở trường nó khác nhau. Tôi thấy chó mèo là tôi thương là tôi nó mắc nợ nó mình mới nuôi được nó chú ơi. Chứ còn không mắc nợ nó mình nuôi không có được đâu. Nhà ta có chừng 2 con ta hỏi ôi rồi. Cô dắt ra bờ sông cô cho ra tụi nó tắm nó xuống đi. 20 nước có. Mấy con chó cho nó lội sông tắm đi cho nó đỡ thôi. Đi nó tùm lum hết trơn. Đi cái gì tụi con phải. Tụi con tắm phụ cho cô cho cô cho. Nói chú nghe nè. Tôi lôi tôi xuống sông á, tôi té rồi ai lo thuốc cho tôi. Cô thảy đi tụi con bắt ra giùm cô. Không được, tôi nói chú nghe là không được là không được. Cô không làm được. Tôi thà tôi mua nước về á, mua 2 canh nước về. Tôi cho nó đứng đó tôi tắm cho nó là trong tôi lau cho phải nắng nha. Chứ còn tôi chịu theo ý chú là tôi không chịu đâu. Chứ tôi té tôi có chuyện gì tôi chết tội nghiệp cho mấy đứa này không? Tôi đâu có chịu. Ai nói tôi dơ giác tôi chịu. Miễn sao rồi tôi lo cho nó tròn giống nhiệm vụ tôi thôi. Mà có lũng qua chai thì nàng cũng về cái chồng không làm cho. Đi vô trận chú ơi. Ê mà mình thấy mình có sức khỏe mình có việc đẩy mình đi kiếm ăn à. Còn mình thấy mình mệt mỏi quá mình kiếm chỗ nào mình ngồi rồi xong chưa mình đi về. Cô như thế này nè, con nói thiệt á, có nhiều người ta muốn tiếp cận ta cũng thương chó mèo lắm mà cô hôi quá tao không dám lại gần luôn á. Không đau thì tôi chậm chậm thương đau thôi chứ sao giờ tôi nói cho chú nghe. Chú thương tôi, chú thấy tôi tình cảm như vậy, chú giúp tôi được tôi mang ơn chú. Tôi thay lời tôi nói tôi cảm ơn chú chứ còn ngược lại. Chứ hỏi chú ở ngoài đường làm sao có đủ điều kiện như ở trong nhà.
mà mướt nhà ai cho mình mướt đâu, chú tôi nói chú nghe một con hai con là ta đã đủ đi rồi, còn một bầy như vậy ai cho mình, ai cho mình ở trong nhà. Trời, nguyên cái bầy trong hai mấy con trên xe luôn thế này rồi mà có chốt vậy, nồng nặc luôn. Chó cao cấp, chó mèo cao cấp, cô làm gì có tiền cô mua cho tụi nó ăn. Dạ, 200, còn mắm thôi là 300. 200 ngàn ngày. Ừ. Mà cô lẫm bên đây nè, 50 mà cho cái 200 ngàn. Tôi nói chú nghe, chú gặp tôi đẩy đi tình thương mến tương, chú cho nó 50, rồi này cho 50, nó đủ chút tiền mua đồ ăn cho nó ăn. Chứ tôi đi đụng như trai làm sao mà tôi có cửa tôi nuôi dữ vậy. Con nhà tới 200 ngàn. Ừ, chú nghe một ngày nó ăn 100 ngàn, sáng thôi là 100 ngàn tiền chút chút rồi đó. Cho nó ăn rồi đó. Rồi nó ăn rồi thì dòng chó mèo nó ăn xong nó mình dọn cách mấy cỡ nào nó cũng lị đó đó. Bây giờ trên xe nó rồi là hạt đó, là hạt có người viện trợ luôn á, chứ không phải là tôi phải mua đó nha. Cái này nó coi tắm thường xuyên rồi nó không hôi, nó không hôi lắm rồi. Mỗi ngày tôi thay nó mấy tử luôn, rồi tắm lên cho nó là tắm chó thôi chứ mình đâu có tắm này. Mà tắm tắm là phải có xịt nước tắm rồi cho không, không. Tôi đổ vô cái thau. Dạ. Rồi chờ nước á thì mình ở ngoài đường mà làm sao có giò nước. Mình mua bình nước mình đổ ra thau thì không chua mà lấy cà bông. Rồi đưa nước xong mình tắm cho nó. Ngày chỉ tắm được có 2 con thôi chú ơi. Mình hai mình nó tắm được có 2 con. Mấy con coi xong cô tắm là cho hết nhiều lần. Không, con không có nước trong. Nó đừng nói cho chú, con không có nước trong nữa. Còn cái bài xong nó có... Không, okay. Nước trong mà chú bạc con một cái mà không cần chú luôn á, chú tin không? Tại chứ cái mạng luôn phải giữ chứ. Ai nuôi tôi thấy ai nuôi tôi, giờ chú lợi chú cho con 5-3 triệu đi, được cái cuộc đời của tôi nó ra sao tập quyền hả? Không được. Tôi nói thôi chú nói về tôi không cần chú đó. Xong tự nhiên cứ kêu như vậy hoài, chú xong. Để về đi ngang nãy quán cà phê người ta đuổi đi gấp luôn, muốn giúp đỡ khó hả thế.